chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Airbnb có bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hôm nay, một trong những cái cổ phiếu mà mình nghĩ khá quen thuộc với cộng đồng của mình. Cho nên mình cũng sẽ báo cáo cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Airbnb. Vì sao cổ phiếu của nó rớt? Trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận này thì nó không được tốt lắm. Nếu như mà đạt được các cái chỉ tiêu là 10 thì cái bài này nó cũng 9, 9 rưỡi, chứ không phải là tồi tệ. Thì các bạn thấy trong quý vừa rồi á thì nó booking value là được 20,1 tỷ và doanh thu của nó là được 3,73 tỷ. Và như vậy thì nó tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi nhà phân tích thì đang chờ đợi là 3,72 tỷ thì các bạn thấy nó đạt đúng doanh thu và lợi nhuận không cao hơn mà cũng giảm thấp hơn, cao hơn được một chút nhưng mà cái cao hơn này thì chắc là cũng không đáng kể. Về mặt lợi nhuận á thì công ty nộp được 2,13 đô la trên mỗi cổ phiếu, trong khi nhà phân tích thì chờ đợi là 2,14 đô la trên mỗi cổ phiếu. Thì các bạn thấy lợi nhuận thì nó thấp hơn một chút xíu, doanh thu thì nó cao hơn một chút xíu, thì mình nghĩ như vậy là bù qua bù về thì nó cũng ổn. Trong khi đó là công ty báo cáo dự báo là doanh thu của quý 4 nó sẽ là từ 2,39 đến 2,44 tỷ đô và như vậy thì nó tăng từ 8 cho đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì như vậy là cái khoảng tăng trưởng như vậy thì nó cũng khá ổn. Nhưng mà cái mà người ta gọi là cái take rate, tức là cái số lượng người search ở trên Airbnb và sau đó thì book ở trên Airbnb á, và trả thêm cả cái chi phí khác á, thì nó chỉ 18,6% và cái tỷ lệ này thì nó cũng bằng với cùng kỳ năm ngoái, không có lớn hơn như thế nào cả. Cho nên á, là nhà đầu tư cảm thấy công ty như vậy thì tình hình không có gì tốt và cũng chẳng có gì hay ho. Trong khi đó thì cả cái chi phí về sale và marketing của công ty lại tăng rất là nhiều. Quý vừa rồi thì tăng đến 27,5% và đã tăng đến cái mức 514 triệu đô la bởi vì công ty phải đầu tư rất là nhiều vào những cái thị trường mà nó rất là yếu hiện giờ và những cái thị trường khá lớn như là Nhật Bản và Brazil. Thì đây là hai cái thị trường rất là lớn, thì nhà đầu tư có vẻ không hài lòng về làm cái chuyện như vậy. Cho nên cổ phiếu này trong giờ thì nó tăng được 4,58%, nhưng mà sau khi thị trường đóng cửa và sau khi họ báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì cổ phiếu đã giảm 4,2%, một cái mức giảm cũng khá là cao. Hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích thì bấm cho mình một nút like, và các bạn có những cái chia sẻ gì hoặc là những cái câu hỏi gì thì viết một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình được một thời gian rồi và có được những lợi ích, đặc biệt là lợi ích tài chính từ channel của mình, thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập cái chương trình hội viên kim cương để có nhiều hơn nữa các cái lợi ích tài chính mà mình dành độc quyền cho các bạn hội viên kim cương. Và đó cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái bài phân tích tiếp theo. Bye bye.